Thành ra các ông định làm gì? Hành động bắt người trắng trợn này của các ông đã vi phạm quy chế ngoại giao giữa hai nước Pháp và Trung Quốc. Ngày mai tôi sẽ công bố thông tin trên báo chí Thượng Hải, hy vọng tin sẽ sớm lan về Việt Nam để người Việt đấu tranh hạ quỷ. Pháp đã bắt cụ Sào Nam rồi, đã dở lỡ rồi, cùng lắm thì đưa ra xét xử công khai tại tòa đại hình. Tôi lo quá các anh ơi, 13 năm trước Pháp đã kết án tử hình vắn mặt cụ Sào Nam rồi. Lần này chúng dựa vào đó để lấy mạng cụ thì quất thật, quất lắm. Các anh đang nói về vụ án cụ Sào Nam đó hả? Lạy trời lạy Phật, mong cho Pháp tha cho ông ấy. Cụ cũng quan tâm chuyện chính sự, cũng thương cụ Sào Nam sao? Sao mà không biết, ông ấy vì đất nước mà lưu lạc quê người hơn 20 năm. Chỉ một niềm mưu ích cho nước, mưu lợi cho dân. Ông yêu nước thì nước yêu ông, ông thương dân thì dân thương ông. Nghĩa đời phải vậy, dân mình không để yên được. Cụ nói đúng đó, dân mình chắc chắn sẽ bảo vệ cụ Sào Nam trước pháp đình kẻ thù. Mọi người cho tôi xem với, tôi cơm đùm cơm nắm từ Nam Định lên đây, cốt được nhìn mặt ông Sào Nam một lần. Bình tĩnh cụ ơi, bên trong còn đang xét xử đó. Tội danh hội đồng đề hình Pháp buộc tội Phan Bội Châu, tội bạo động, phá hoại chính phủ bảo hộ và phá rối trị an. Trong 8 tội, có 6 tội đáng phạt đi đày. 1 tội đáng khổ sai chung thân và 1 tội đáng tử hình. Cái gì? Tử hình hả? Họ không có quyền. Họ không có quyền. Vậy được? Anh ta không có quyền. Sao vậy được chứ? Sao có thể vậy được? Hỡi quan tòa, tôi xin được chết thay cho cụ Phan. Đúng vậy, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng vậy. Tôi là người Nam, tôi muốn đánh thức cho dân tộc Việt Nam. Thế nhưng tôi chỉ là một kẻ thư sinh, túi không có một đồng tiền, tài không có một tấc sắt, không thể lấy vũ lực mà phản đối được. Vậy tôi chỉ dụng văn hóa yêu cầu chính phủ cải lương chính trị. Chẳng ngờ chính phủ ngờ vực bắt bớ, tôi phải trốn ra ngoại quốc để hành động. Nhưng tôi chính đại quang minh, không thẹn với dân với nước. Dù bị buộc tội tử hình thì tôi vẫn đi lại ở Thượng Hải, vì tôi tự biết là vô tội. Sào Nam tiên sinh nói hay lắm. Sào Nam tiên sinh nói hay lắm. Đúng vậy, thật là chí tình chí nghĩa. Sao rồi, không nghe luôn. Sao rồi, sáng tới tối chẳng nghe thấy gì hết. Thật là một phiên xử án vô cùng kịch tính. Phan tiên sinh cũng tham gia tự bào chữa, khẳng định những hoạt động yêu nước của mình là chân chính và bác bỏ mọi lời buộc tội. Những lời của cụ Phan thật là hào hùng và đanh thép. Tất cả những người chứng kiến đều há dạ, nhưng cũng thương xót vô cùng. Nhưng cuối cùng kết quả thế nào? Hội đồng ra tuyên án khổ sai chung thân. Khổ sai chung thân cơ à? Có cách nào giảm nhẹ được không? Phải tiếp tục đấu tranh đòi ân xá cho cụ thôi ạ. Tháng sau ông Varen sẽ sang nhậm chức toàn quyền Đông Dương. Chúng ta phải cho ông ta chứng kiến sự phẫn nộ của dân chúng và biến cuộc đón tiếp ông ta trở thành dịp đòi xem xét lại bản án. Năm tôi lên 10 thì cụ Sào Nam đã là một tên tuổi làm nức lòng đất Hồng Lam. Nay nhìn cụ bị giặc giãi đi, lòng tôi đau như dao cưa. Chỉ mong sao cụ luôn sáng suốt, để tấm gương ái quốc của cụ thêm sáng cho phường hậu bối noi theo. Còn chúng ta phải nhân cơ hội này rải truyền đơn kêu gọi nhân dân đấu tranh đòi tự do cho cụ. Cái gì vậy? Mau coi đi, trong đó viết gì? Nước ta đã mất tự do từ hơn 50 năm và chúng ta là những kẻ nô lệ. Nhưng may thay, chúng ta có người anh hùng Phan Bội Châu, vì lòng yêu nước đã rời bỏ gia đình với một lòng cương quyết đấu tranh bằng chủ lực để giành lại nền độc lập cho đất nước. Nay Phan Bội Châu vừa bị bắt và bị kết án khổ sai chung thân. Lẽ nào chúng ta để cho bản án này được thực thi? Chắc chắn là không. Hỡi đồng bào, dù là công chức, thợ thủ công, nhà buôn, sinh viên, trí thức
nông dân, viên chức, tất cả hãy đoàn kết lại. Hãy gửi thỉnh nguyện lên chính phủ và đòi chính phủ phải thả nhà ái quốc Phan Bộ Châu. Hỡi anh em, hãy đoàn kết lại. Nè nè, anh đọc bài này trên Indochine Republican đi. Ông Phạm Quỳnh đã cho đăng tải bài công khai binh vực Phan Bộ Châu, yêu cầu khoan hồng cho nhà chí sĩ. Ừ, tôi đọc rồi, bài viết hay lắm. Thế anh đã đọc bài Những Trò Lố hay là Varen và Phan Bộ Châu nhân dịp Varen sắp sang Đông Dương nhận chức toàn quyền chưa? Nguyễn Ái Quốc thẳng tay lên án Pháp và quyết liệt đòi trả lại tự do cho cụ Phan đó. Những kẻ đứng ra xét xử đều là người Pháp hết, vậy thì khó cho bên mình. Thế thì chúng ta càng phải đấu tranh mạnh mẽ. Dư luận ở Đông Dương và ở nước Pháp sẽ có tác động rất lớn. Hội Thanh niên Việt Nam đã in ra 4.000 lá đơn gửi đến các cơ quan chính phủ Pháp, các đại sứ ở Paris, các tổ chức quốc tế yêu cầu can thiệp kia mà. Ừ, đúng đúng. Lại còn bãi khóa, bãi công, bãi thị rầm rộ khắp cả nước đòi thả Sào Đảm Tiên Sinh. Chưa bao giờ tôi thấy phong trào bùng nổ sôi sục như vậy. Học sinh, sinh viên cả nước cùng gây áp lực với chính quyền. Tôi cũng nghỉ học luôn rồi. Ông đã sẵn sàng tinh thần sang Đông Dương làm toàn quyền rồi chứ? Nghe nói ở đó đang nổ ra một cuộc đấu tranh đòi trả tự do cho ông Phan Bội Châu. Tôi cũng đang đau đầu vì công điện khắp nơi lên ý kiến về bản án chung thân của ông ta. Đây ông xem, đây là điện văn của luật sư Bona và Larre cùng ông Clement, chủ nhiệm báo Argus Indochinos gửi. Với tư cách ký giả báo chí, tôi đã theo dõi các diễn tiến phiên tòa đặc biệt xử án nhà yêu nước Phan Bội Châu. Nay để nâng cao thời đại của ngài và làm dư luận được trấn tĩnh, dám xin ngài gia ân cho nạn nhân của chế độ thuộc địa này. Dạ, ban trị sự Hội Trung Kỳ Tương Tế ở Hà Nội lại gửi điện văn xin ân xá cho ông Phan Bội Châu ạ. Dám xin ngài rộng lòng ân xá cho cụ Phan, thi hành một việc khoan dung như vậy, ngài sẽ chứng tỏ được thiên chức khai hóa nhân đạo của nước Pháp. Nào là Hội Vạn Quốc, Tòa án Quốc tế ở La Hay, Nghị viện Pháp, Giám quốc Pháp, ngay cả đại sứ các nước tại Paris cũng gửi. Thật khó trông khi vừa nhậm chức đã phải xử lý việc này. Ông định thế nào? Lửa cháy quá to, muốn hạ nhiệt phải rút bớt củi thôi. Chúc nhà xã hội Varennes trường thọ. Hãy ân xá cho cụ Phan Bội Châu, chấm dứt chủ nghĩa thuộc địa áp chế. Ông ta sắp tới rồi. Hãy ân xá cho cụ Phan Bội Châu, chấm dứt chủ nghĩa thuộc địa áp chế. Hãy ân xá cho cụ Phan Bội Châu, chấm dứt chủ nghĩa thuộc địa áp chế. Xin hãy nhận lấy lá thư của kẻ già đây và ân xá cho Phan Xảo Nam tiên sinh. Cậu ơi, đừng làm thế này, mau đứng lên cho đoàn xe của ngài toàn quyền đi, chớ gây loạn kẻo mất mạng đó. Tôi bằng này tuổi rồi còn sợ chết à? Được rồi, tôi sẽ xét lại hồ sơ vụ án và hứa sẽ thi hành một chế độ khoan hồng. Cụ Xảo Nam ơi! Cụ Xào Nam ơi! Cụ ơi, nhà cụ lại có khách kìa. Từ ngày cụ được an trí về quê, ngày nào cũng đông đảo thanh niên học sinh từ miền ngoài vào, từ miền trong ra thăm cụ. Dạ thưa tiên sinh, chúng con là những học trò từ Nghệ An, nghe tin toàn quyền Varen ký quyết định ân xá và cho phép cụ được về quê an trí. Chúng con mừng quá, bèn vào thăm sức khỏe cụ và xin ý kiến cụ về việc trước. Tin tiên sinh được ân xá lan khắp quốc dân, nhà quê kẻ chợ không ai là không vui mừng. Mẹ con biết tin còn vui quá rũng cả người, nói không ra tiếng. Tôi giữ được mạng là nhờ có sức mạnh đoàn kết của dân ta, chính đồng bào đã sinh ra tôi lần nữa. Có điều giờ tôi ở cảnh chim lòng cá chậu, phải sống trong sự giám sát của Pháp. Quãng đời còn lại không biết có báo đáp được ơn đồng bào hay không. Những gì cụ làm đã thức tỉnh thế hệ thanh niên Việt Nam rồi ạ. Chúng con sẽ luôn sát cánh cùng cụ, để ngọn lửa mà cụ đã trao truyền cho chúng con
không bao giờ tắt.